Thưa quý vị, thưa các bạn, dòng sông Đà không chỉ đi vào thơ ca như hình ảnh dòng sông xanh uốn lượn trên núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, mà còn mang đến những dòng điện ngày mai của Tổ quốc, góp phần đảm bảo điện năng cho sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Cùng với nhà máy thủy điện lớn tầm cỡ khu vực có trên dòng sông Đà là nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện Lai Châu hoàn thành sẽ góp phần nâng tổng công suất phát điện trên dòng sông Đà lên 6.500 MW, cung ứng hơn 25 tỷ kW điện mỗi năm cho đất nước. Nhà máy thủy điện Sơn La được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, làm lợi 2 tỷ đô la Mỹ cho đất nước, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Sau 5 năm đi vào hoạt động, sản lượng điện phát tính đến tháng 3 năm 2016 của nhà máy này đạt 40 tỷ kWh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia để phát triển kinh tế xã hội đất nước. Công ty Sơn La đã xác định từ con người, thì con người thì đã được đào tạo từ những năm 2007, được các kỹ sư được lấy từ các trường đại học lớn của đất nước. Sau một quá trình đào tạo rất là dài, đến nay thì đội ngũ cán bộ công nhân viên của thủy điện Sơn La đảm đương được toàn bộ các cái công nghệ của nhà máy. Trong thời gian vừa qua, công đoàn cùng với chuyên môn đã hết sức chăm lo, quan tâm đến người lao động, kể cả về vật chất và tinh thần của người lao động, để làm sao đảm bảo tinh thần và sức khỏe của người lao động là đảm bảo và để phục vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Không chỉ là nguồn cung cấp điện quan trọng nhất của hệ thống điện quốc gia, thủy điện Sơn La còn giữ vai trò điều tiết nước tưới tiêu cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ trong mùa khô, cắt lũ và mùa mưa. Tỷ lệ xuất sự cố của nhà máy luôn đảm bảo an toàn, nhỏ hơn chỉ tiêu cho phép. Hàng năm công ty đều phát động các phong trào thi đua thiết thực trong sản xuất như phong trào thi đua ca trực vận hành an toàn kinh tế, phong trào sửa chữa bảo dưỡng hệ thống thiết bị nhà máy an toàn, bảo đảm chất lượng và tiến độ, phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng được quan tâm đặc biệt. Với bản thân tôi thì cũng đã nỗ lực nghiên cứu và góp phần vào cho có hai sáng kiến. Cái sáng kiến thứ nhất đó là gia công chế tạo cái bộ giá để thực hiện thi công sửa chữa bảo dưỡng ổ đỡ của máy phát. Sáng kiến thứ hai ấy, đó là có một hệ thống thiết bị đó là điều tốc tổ máy, đó là có thể coi là trái tim của tổ máy. Hàng năm 100% cán bộ công nhân viên trong công ty là được khám sức khỏe, kiểm tra bệnh nghề nghiệp, và sau khi mà khám sức khỏe xong thì đã có sự sàng lọc và phân chia cái công việc cho hợp lý với điều kiện của từng người. Tiếp nối những thành công tại công trình Thế kỷ Thủy điện Sơn La, công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện công tác tư vấn giám sát lắp đặt, đồng bộ đầu tư thiết bị, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tiếp quản quản lý vận hành nhà máy Lai Châu công suất 1.200 MW. Với trình độ năng lực kinh nghiệm đã trưởng thành từ công trình Thủy điện Sơn La, những kỹ sư công nhân của công ty đã và đang thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trên công trình Thủy điện Lai Châu, công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam, đảm bảo an toàn chất lượng và đã đạt được các mốc tiến độ quan trọng, trong đó là phát điện tổ máy số 1 vào ngày 14 tháng 12 năm 2015, hạ thành công rotor, tổ máy số 2 vào ngày 12 tháng 4 năm 2016, phấn đấu phát điện tổ máy số 2 vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, phát điện tổ máy số 3 và hoàn thành toàn bộ nhà máy vào ngày 30 tháng 12 năm 2016, vượt tiến độ trước một năm so với tiến độ mà Quốc hội phê duyệt. Mỗi năm phát điện sớm, Thủy điện Lai Châu sẽ đem lại lợi ích kinh tế hơn 7.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Tính đến tháng 3 năm 2016, sản lượng điện của nhà máy Thủy điện Lai Châu đạt 513 triệu kWh, nộp ngân sách gần 6.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại thì tất cả các cái lực lượng vận hành đều đã được đào tạo, được công nhận chức danh đúng theo quy trình của Bộ Công Thương ban hành. Các quy trình vận hành của nhà máy Thủy điện Lai Châu đã được biên soạn kịp thời và đảm bảo chất lượng, sát hợp với lại dây chuyền thực tế và cũng đồng thời là phù hợp với các cái quy định, quy trình, quy phạm của nhà nước, của ngành về an toàn, về kỹ thuật sản xuất. Để đáp ứng được cái mục tiêu của dự án Thủy điện Lai Châu trong năm 2016 thì tập thể cán bộ công nhân viên của phòng thủy điện sản xuất Lai Châu phát huy tất cả các năng lực để làm sao nghiệm thu vận hành chạy thử tổ máy số 2 và tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Lai Châu được vượt trước tiến độ được giao. Nhờ phong trào thi đua liên kết, sức mạnh tập thể của toàn thể cán bộ công nhân viên giúp công ty Thủy điện Sơn La lập nhiều thành tích,
hoàn thành nhiệm vụ được giao, được tặng huân chương lao động hạng 3, nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương trao tặng. Năm 2016 là năm kỷ niệm 65 năm thành lập ngành công thương Việt Nam, cũng là năm đánh dấu sự kiện quan trọng, đó là với trí tuệ bản lĩnh của con người đã chinh phục hoàn toàn dòng sông Đà hung dữ, biến sự hung dữ của dòng sông Đà thành tiềm năng dòng vàng trắng để xây dựng và phát triển đất nước với ba công trình thủy điện lớn.